Vậy là TI9 đã tới gần. Meme Studio xin được giới thiệu đến các bạn một series phân tích các team nổi bật tham dự TI9 lần này. Liệu rằng các ông trùm như Liquid, OG hay Secret có bất khả chiến bại hay sẽ lại lụi tàn trước những thế lực nhỏ hơn như King Gaming hay không? Hãy cùng Meme Studio đồng hành cùng TI năm nay nhé! Sau rất nhiều năm vắng bóng tại đấu trường, bất ngờ mùa TI năm nay, hai cựu vương lừng lẫy một thời, Na'Vi và Alliance đã quay trở lại. Mặc dù không còn có những cái tên nổi bật như Dendi, Voss hay Loda, nhưng có thể nói nếu một lần nữa trận đấu giữa hai cựu vương lại lên sóng thì quả thực đó là một vụ nổ cực kỳ lớn trong đấu trường chuyên nghiệp Dota 2. Có vẻ như sau sự ra đi của anh tôi, con rồng cháu tiên cuối cùng cũng thức tỉnh, lột xác hoàn toàn và mạnh mẽ vươn mình ra khỏi hang. Vậy điều gì khiến một team mà chỉ cách đây vài tháng còn bị xếp vào team tier 3, tier 2 mà nay lại chuyển mình lọt vào top 16 team tham dự TI? Sơ lược về đội hình Na'Vi hiện tại bao gồm: đầu tiên chúng ta phải kể đến anh chàng đội trưởng Soneko, gương mặt thân quen của tuyển thợ nhuộm suốt 4 năm nay. Thế mạnh của anh nằm ở vị trí support và khả năng của anh thiên về những hero đòi hỏi sự kết hợp trơn tru cùng đồng đội cũng như khả năng xử lý tình huống tốt như Io, Earthshaker và đặc biệt là Winter Wyvern. Tiếp theo, chàng trai được xem là người có công lớn trong việc mang đến những chiến thắng ngoạn mục của Na'Vi tại vòng loại đầy cam go vừa rồi, Zayak. Cùng với Soneko, Zayak cũng là một trong những support đáng gờm khiến cho đối phương phải dè chừng khi đột nhiên vắng đi sự hiện diện của Nyx Assassin, Trend hay Earth Spirit phiên bản Zayak trên bản đồ. Kế đến là Blizzy, một player rất tích cực thể hiện bản thân mình trong hầu hết những giải đấu gần đây. Anh có thể chơi tốt cả hai vị trí offlane và support. Đây có thể coi là một lợi thế lớn cho Na'Vi nếu họ có ý định thay đổi chiến thuật đột ngột trong trận đấu. Tuy nhiên hiện tại, anh chỉ tập trung vào vị trí offlane với hero chủ lực là X, Magnus và Darkseer. Tiếp theo chính là player được tuyển chọn để đưa vào vị trí pháp sư đường giữa thay cho anh trai Dendi trong đội hình Na'Vi hiện tại, Magical. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là player quá xa lạ gì tại hang rồng vàng. Magical thường chơi những hero có thể hỗ trợ đồng đội trong những trận đánh lớn hay đẩy nhà tại thời điểm giữa game như Templar Assassin, Puck, Razor. Cơ mà chẳng may Lina mà được pick cho Magical ở TI sắp tới, còn dân bet thủ phải chung tay cầu nguyện cho anh không bị rớp của anh tôi nữa đấy nhá. Nhân vật cuối cùng trong đội anh em thợ nhuộm, bạn đã đoán được là ai chưa? Thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội hình và hiện tại đang giữ vị trí carry chính trong team, Crystallize. Crystallize có thể farm tốt nhất ở những hero cận chiến có bộ kỹ năng tăng khả năng chịu đòn và châu chó như Faeless Void, Nyx hoặc Red King. Vừa rồi là một số thông tin nổi bật về 5 thành viên chính thức của đội hình rồng vàng sẽ được chọn tham gia vào vòng bảng của giải The International 2019 sắp tới. Hy vọng có thể giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về năng lực của từng thành viên trong đội. Nhìn chung, sau khi có sự góp mặt của Zayak trong đội hình thay cho Chuvash, 5 anh em thợ nhuộm dường như đạt được sự ổn định và hài hòa hơn trong lối chơi của mình. Tuy rằng, tương tự như hầu hết top team hiện nay, Na'Vi vẫn chọn cho mình lối chơi dựa vào meta và hero bá đạo như Red King, Warlock, Ember. Đội trưởng Soneko lại nắm được sự yếu thế về mặt kinh nghiệm và thời gian cọ sát cùng với nhau chưa lâu của anh em trong đội hình để tập trung vào chiến thuật cover và nuôi core, tạo space cho carry chính có thể farm nhanh nhất có thể.
Bên cạnh đó, việc chọn cho Crystallize những hero có thể có ích và hỗ trợ tốt cho đồng đội ở thời điểm giữa game cũng giúp cho chính bản thân Core không cần phải trốn chui trốn lủi đi farm toàn thời gian mà còn có thể tham gia quẩy cùng anh em ở những pha smoke quan trọng. Thành công của đội hình hiện tại của Na'Vi đã được thể hiện ngay tại vòng bảng vòng loại CIS vừa rồi. Liên tiếp đánh bại Empire ở nhánh thua, vượt qua hiện tượng Vega với tỷ số 2-1, sau đó dễ dàng quẩy tung Winstrike với tỷ số chung cuộc là 3-0. Chiến thắng lội ngược dòng kỳ tích của họ dường như khiến chúng ta gợi nhớ về hành trình đoạt chức vô địch TI đầu tiên của những anh em thợ nhuộm thời Dendy đã từ rất lâu về trước. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, con đường hiện tại của Na'Vi vẫn chưa trải đủ hoa hồng để anh em bet thủ có thể mặc sức khô máu value mà chẳng đắn đo. Na'Vi vẫn và sẽ luôn cần đến khả năng lãnh đạo cũng như ban pick của Soneko. Anh chàng gốc Nga ngố này vừa trải qua khoảng thời gian chăm sóc sức khỏe chỉ mới cách đây không lâu. Liệu rằng với áp lực cực lớn từ TI, ai sẽ chắc chắn rằng Soneko luôn có thể đưa ra những quyết định khôn khéo và hiệu quả như vòng đấu loại vừa rồi? Hơn nữa, có thể các bạn đã biết, bằng một phép màu nào đó, hầu hết các cựu vương TI đều có chung màu sắc chủ đạo với TI năm ấy. Liệu rằng với TI9 năm nay, Na'Vi có đủ sức nhuộm tím màu áo của mình để vô địch hay không? Anh em thợ nhuộm đâu hết rồi? Comment bên dưới phần bình luận để gáy cho NTFan biết nhá! Ok, cảm ơn các anh em đã lội cùng tụi mình tới tận đây. Và nếu mọi người cảm thấy Meme Studio có gì cần đóng góp, cứ tiện tay góp ý đi. Video tiếp theo các bạn muốn đội nào sẽ được mổ xẻ, comment bên dưới phần bình luận cho tụi mình biết với nhá. Nếu thích video này, anh em hãy like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình tiếp tục ra những video chất lượng hơn nhé.